Chào anh em vlog. Đó giờ tôi sống Facebook không à, giờ tôi qua YouTube tôi chào anh em. Đây, hôm nay là xe Future 125 FI làm nồi. Nồi này là bao nhiêu năm rồi đó? 6 năm. Này nhấn mạnh nha, này là em trai nó tự biết chơi luôn á, nhấn mạnh bất cứ dòng xe nào tay con không bao giờ xài tay con này các em nha, không được nha. Đây là một cái xe Vin chưa làm nồi gì hết, gắn cái tay này vô là nó yếu cái xe liền, bắt buộc phải dây về lại tay con Vin nha. Đó là điều đầu tiên, đừng có đổi thừa cho thợ gì hết, cái xe mình phải dây về lại tay con Vin chứ, nói thợ canh nồi đồ không đạt đồ cũng tội người ta lắm. Nồi Uma, nồi Uma 5 lò xo là nó gồm gì? Gồm hai mặt nhôm nồi, 5 con tán, 5 cái lò xo, tay làm giá là 1.8 luôn công. 1.8 là sao? 1.8 là luôn 4 nồi nè, mặt nhôm máy full đầy đủ luôn công là 1.8 đó. Còn vụ anh em ra ngoài mua lẻ cái nồi này thì có 1.150.000 thôi, 2.2 gì đó, nhưng mà chưa có bố và chưa có tiền công, nó tính vô thì nó còn mắc hơn tay làm giá 1.8 này nữa. Tay làm giá 1.8 tính ra là rẻ á, giống như chưa là làm combo á, chuồng heo á là thay chuồng heo mới, không bao giờ tán lại nha, chuồng heo là thay chuồng heo mới. Tây côn cũng vậy, tây côn này lần gỡ ra lần khó thay luôn. Rồi xe này lá sắt còn đẹp nha, không hay là xe này tính ra là 1.8 201 với lại 450 chuồng heo. Rồi xong qua xe này bô xăng gió kim, bô là chủ xe có sẵn nha, bô là chủ xe có sẵn, xe này có sẵn bô này, bô CB R Red Leo đó, cổ Red Leo. Rồi đi kim này tay bán là 550, xăng gió 1.7, xăng là gì, là hồng xăng móc đổi bùi với hàng xăng Vin đó. Hồng xăng móc này là size 34, hồng xăng Vin này size là 32 đó, được đổi một cái hồng xăng mới sạch sẽ chính xác trên TPS, không treo ga, cầm vô ống ga là nó nhẹ nó lăn máy liền à. Rồi cái chai N1280 là nhập Mỹ full box, sẽ luôn cái lợi ích khi mình xài cái cây em xịn đó. Đây là gì, khi mà mình xài cái cây em xịn 1280 này á thì cái giấy của nó được tẩm dầu, mình đi vô đi mấy tháng á, là mình đều có thể là vệ sinh lại được, cả năm 2 năm cũng được. Cái này là mình bán lẻ là 900, cái này mình bán lẻ là 800, đổi bù nha các bạn. Bán anh em hỏi á là xe em Vin hết gắn xăng gió được không? Được, cực kỳ ngon nha. Và xe em Vin hết gắn kim được không? Không nha, Vin hết thì đừng nên gắn kim, làm xăng gió thôi. Và xăng gió nó hoàn toàn độc lập, nó không liên quan gì tới bất kỳ cấu hình nào trên xe của em hết. Rồi nhắc lại, kim 550, xăng gió 1.7 đó. Rồi